Em xin chào các bác, đây là cái video mà giới thiệu cái bộ mic thanh lý. Thì bên em thì có rất nhiều những cái sản phẩm mà thanh lý đến tay người dùng. Thì trong đó thì hôm nay trong cái video hôm nay thì em giới thiệu cho các bác là cái bộ mic hàng chính hãng đến từ thương hiệu là BBS và model sản phẩm là con U888S. Thì lưu ý các bác đây, thứ nhất là cái thương hiệu BBS đó là một cái thương hiệu của hàng Trung Quốc các bác nhé, thương hiệu của người Trung Quốc. Và nhắc đến mic micro ấy thì phải không thể chúng ta không thể bỏ qua được cái thương hiệu BBS của Trung Quốc. Thì đó là một cái thương hiệu mà mang tầm cỡ quốc tế các bác nhé, mang tầm cỡ quốc tế. Thì mic BBS cực kỳ là hay, âm thanh cực kỳ là hay. Thì đây là con hàng chính hãng, và cái model này là model cũng là một model đời cao, model đời cao của BBS. Thì cái bộ mic này thì giá thị trường nếu mà các bác mua mà hàng bãi thanh lý thì thị trường thì hiện giờ cái bộ mic này nó rơi vào tầm khoảng 2.500.000. Đấy, rơi vào tầm khoảng 2.500.000. Nhưng mà bên em thì thanh lý được của khách hàng nhé, thanh lý được của khách hàng thì bên em mua được rẻ và bán rẻ cho các bác. Thì bên em đang bán thanh lý với giá là 2 triệu. Thì bác nào có nhu cầu thì bác xin liên hệ ngay với bên em, chỉ có một bộ duy nhất thôi. Thế là bác nào mà vào việc, bác nào ưng thì các bác có thể là gọi ngay bên em để chốt đơn luôn. Thì lưu ý như vậy. Và ngoài cái sản phẩm ra thì bên em còn có rất nhiều những cái mặt hàng thanh lý khác, thì bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ. Thì trong cái video này thì test cái bộ mic này, thì cái con này thì đây là cái thương hiệu này, đây là cái âm lượng của mic A, âm lượng của mic B. Chúng ta sẽ có một cái số những cái phím ấn chỉnh, những cái phím ấn thì đa phần là chúng ta về chúng ta không sử dụng, vì khi mà bán cho các bác thì bên em đã cân chỉnh sẵn rồi, thì về chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Thì ở đây là hai cái tai mic, và cái mic này là mic đời cao, thành ra là âm thanh nó rất là hay. Để em sẽ thử cho các bác cái chất âm ở trên cái bộ mic này. Thì em nhắc lại là mic BBS, là cái thương hiệu BBS là một thương hiệu mà mang tầm quốc tế các bác nhé, mang tầm thương hiệu quốc tế luôn, âm thanh cực kỳ hay luôn ạ. Alo 6712, alo 6712. Thì thưa các bác là với cái mic BBS ấy, đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái giải âm của nó, cái tiếng bát của mic nó rất là dày tiếng, rất là ấm tiếng và nghe tiếng rất là hay. Và cái giải trung và giải chép ấy, khi mà chúng ta hát lên cao giọng chúng ta hát to thì nó không bị vỡ tiếng, nó không bị méo tiếng. Đấy, một số những cái dòng sản phẩm mic khác ấy, thì khi mà chúng ta hát bình thường ở chế độ bình thường thì ok, nhưng mà khi mà chúng ta hát to lên, chúng ta gào to lên, chúng ta lên cao giọng những cái bài hát, những cái tông nhạc mà khi mà những cái bài hát mà đến cái đoạn mà cao giọng lên ấy, thì khi mà chúng ta hát cao giọng lên thì tự nhiên nó tụt hơi, nó lặng tiếng, và đồng thời là cái tiếng mic nó bị xé tiếng, nó bị ù tiếng. Đấy, nó không còn tròn chỉnh tiếng, nó không còn rõ nữa. Thì đó là nhược điểm của những cái bộ mic mà giá rẻ. Nhưng mà đối với những cái dòng mic cao cấp như BBS, như cái mã này, thì âm thanh cực kỳ là hay, tiếng cực kỳ là hay. Khi mà các bác hát to, hát nhỏ, hát lên cao giọng thì tiếng mic nó vẫn rất là thoát tiếng và rất là dễ hát, và tiếng rất là rõ, không bị méo tiếng, không bị vỡ tiếng. Đây, em sẽ thử lại các bác cái tiếng mic các bác nhé. 6712, tiếng rất là hay đúng không các bác nhé. Alo 6712, alo 6712. Tiếng rất là ok. Thì ở trên cái màn hình ở đây thì nó là cái màn hình màu đỏ, thì nó sẽ thông báo là cái mức sóng. Ở đây cái cột này nó có hai cột này, các bác thấy nó có hai cột. Đây em vỗ vào đây nhé, các bác sẽ nhìn ở bên này nó sẽ nháy nháy này. Đấy, nó có hai cột. Cột bên phía này nó là cái cột mà thông báo cái tín hiệu giữa tay mic và cái đầu thu. Thì các bác thấy là nó đang gần nhau, thì là cái cột này nó sẽ cao nhất, là mức sóng là đầy nhất. Còn một cái cột còn lại thì khi mà chúng ta phát một cái âm thanh thì nó sẽ rung theo cái nhịp điệu của âm thanh, và nó có cái tần số sóng này, cũng như là sẽ có cái mức âm lượng. Ví dụ đây em sẽ tăng giảm cái âm lượng đây, các bác thấy là âm lượng đây. Ví dụ em đang đặt ở 20, các bác có thể là tăng lên 30 hoặc là tăng lên 25 ở đây. Ví dụ em tăng lên 25 đấy, 25%. Đấy là cái phần phía trước công tắc nguồn này. Phần phía sau đây là cái tem chính hãng của BBS, thì đấy là tem nhà hãng. Còn đây là phần phía sau. Phía sau đây là đường tín hiệu mà ra chung cho hai mic, chung cho hai mic qua jack 6 ly, hoặc là các bác có thể là cắm riêng cho hai mic bởi hai cái jack calon ở đây, calon đây. Và cái nguồn điện vào đây là cái nguồn điện mà giải từ 8V đến 17V đều ok. Nó chạy qua một cái cục adapter đổi nguồn đây các bác nhé. Đấy, thì chắc chắn là khi mà chúng ta đầu tư được những cái bộ mic này thì âm thanh rất là hay. Cái bộ mic này thì nếu mà mua mới thì các bác bỏ đâu đó thì nó rơi vào tầm khoảng 7-8 triệu, em ướm chừng nó tầm 7-8 triệu là giá hàng mới. Nhưng mà khi mà các bác mua cái hàng thanh lý này thì giá thị trường, nếu mà cái hàng thanh lý của cái bộ mic này ấy, các bác tham khảo trên thị trường thì những cái bên khác người ta bán nó đâu đó tầm độ khoảng 2.500.000. Nhưng mà ở đây thì là bên em là bên hàng thanh lý, thì có nghĩa là khách hàng đang dùng cái bộ này và bây giờ họ không có nhu cầu dùng nữa, họ đổi sang cái sản phẩm khác, và họ có bán
bán lại cho bên em cái sản phẩm này, với bên em được mua được rẻ thì bên em sẽ bán rẻ cho các bác, thì giá sẽ rẻ hơn giá thị trường em bán là chỉ có 2 triệu thôi. Giá thị trường tầm khoảng 2 triệu rưỡi nhưng mà bên em chỉ bán là 2 triệu thôi. Thì là bác nào vào việc mà có nhu cầu cái sản phẩm này thì các bác sẽ chốt đơn ngay, vì nó cũng chỉ có một sản phẩm thôi. Thì bác nào mà thấy là hợp lý thì các bác sẽ gọi ngay cho bên em để chốt đơn. Và lưu ý cho các bác là đối với những cái sản phẩm bên em thì đến hơn 90% là bán hàng mới. Bên cạnh thì có những cái hàng thanh lý, thì bất kỳ những cái sản phẩm mà bên em bán ra thì không phải là khi bán ra là sẽ hết trách nhiệm, mà khi mà bán ra đến tay các bác khi nhận hàng các bác được phép là kiểm tra hàng, dùng thử, hát thử, cảm thấy là sản phẩm là âm thanh hay, giá thành hợp lý thì các bác lúc đó nhận hàng và thanh toán tiền. Và trong cái quá trình sử dụng mà ví dụ như là trong vòng một tuần mà các bác có nhu cầu là đổi sang sản phẩm khác nhé, đổi sang sản phẩm khác thì bên em vẫn hỗ trợ các bác là đổi sang sản phẩm khác, vẫn nhập lại cái sản phẩm này và đổi sang cái sản phẩm khác, chứ không phải là bên em khi mà bán cho các bác là bên em bắt buộc các bác phải dùng đấy, không nhập lại nữa, thì không phải. Thì bên em là cho quyền các bác là được phép là lựa chọn, được phép là đổi sang cái sản phẩm khác đấy, khi mà nhận hàng thì được phép kiểm tra thoải mái luôn, ưng ý thì mới nhận hàng và thanh toán tiền đấy. Thì với cái bộ mic này thì chắc chắn với các bác là cái giới giá 2 triệu thì âm thanh rất là hay. Thì các bác phải lưu ý hộ em là BBS nó là một cái thương hiệu quốc tế, thành ra cái sản phẩm BBS tiếng mic cực kỳ là đã luôn, cực kỳ là đã, âm thanh rất là hay. Thì chúng ta sẽ đầu tư cái bộ mic này thì chúng ta sẽ hát karaoke nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều đấy các bác nhé. Mã của nó là U88S. Đấy, em cũng xin ngừng cái video ở đây, em gặp alo lại cái tiếng mic này. Alo 6712, tiếng rất là hay luôn các bác nhé, tiếng rất là hay luôn. Alo 6712. Ok, đấy thì bác là có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ với bên em. Và bên em thì hàng mới thì là bên em 90% là bán hàng mới. Bên cạnh đó bên em có chương trình là thu cũ đổi mới. Thì bác nào có những cái sản phẩm mà không dùng đến thì đổi cho bên em để lấy những cái sản phẩm mà mới hơn, tốt hơn, hiện đại hơn. Còn những cái bác nào mà ví dụ như là chúng ta muốn mà có những cái sản phẩm mà giá thành đầu tư nó giá rẻ nhưng mà cái hiệu quả âm thanh làm việc tốt, thì chúng ta sẽ mua những cái hàng thanh lý như này thì giá rất là rẻ, và thứ hai nữa là âm thanh cũng rất là hay, rất là đảm bảo cho các bác, và bên em đứng ra bảo lãnh cho các bác. Và các bác nếu mà không ưng thì các bác có thể là được phép trả lại, đổi lại cũng được các bác nhé. Đây các bác thấy là những cái kho hàng ngoài này rất là nhiều. Cảm ơn các bác, xin chào các bác ạ. Và để liên hệ với bên em thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683. Cảm ơn các bác, xin chào các bác ạ. Và bên cạnh đó thì bên em có rất là nhiều những cái sản phẩm thanh lý khác nhé. Bác nào có nhu cầu thì bác sẽ liên hệ với bên em là các bác đang cần những cái sản phẩm gì thì bên em sẽ đưa ra một số những cái sản phẩm để các bác lựa chọn các bác nhé. Cảm ơn các bác, xin chào các bác ạ.